Hello, chào bạn. Chào bạn. Chào bạn tên anh Thời Đại. Rồi hôm nay mấy đứa muốn quay clip gì cho cả nhà xem? Bạn ơi, sao em thấy bữa nay thiếu gì thầy? Thiếu gì ạ? Ủa? Như thiếu ngái. À đúng rồi, thiếu ngái. Còn ngái đâu mấy đứa? Biết có ngãn kìa. Mày. Ủa sao tụi mày hỏi tao? Hỏi mày chứ không lẽ hỏi ai? Đúng rồi đó, chứ không lẽ hỏi tao. Sao không hỏi anh ba kìa? Sao tụi bay không hỏi tao? Vậy? Hả? Nên anh Chi biết luôn hả? Ghê. Dữ chà. Biết sao nói nghe chơi gì? Tao cũng đâu biết đâu. Không nói với thiệt chứ. Không biết của mày đặt nói nè. Đúng rồi đó. Ừ, rảnh thiệt. Rồi ngái đâu? Ủa rồi ngái đâu? Rồi ngái đâu? Em biết đâu? Em có biết đâu. Thầy cũng đâu biết đâu. Vậy là em biết. Biết. Ừ, ngái đâu? Nói em đi. Thi rồi. Thi hả? Trời ơi. Từ nãy giờ kìa vòng. Quần quá. Vậy cũng mày đặt biết. Đúng rồi. Nói gì thiệt chứ. Đúng rồi. Em biết nữa, xíu nữa là thẳng cho em biết luôn á. Thầy không biết nó là chiều Bình Dương cái này. Rồi, thầy biết cái bụng không? Ừ. Gớm. Hồi nó chứ ngái đi thi đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, tại hôm qua thầy cũng thấy rất là nhiều bạn đi thi luôn á. Ôi. À vậy. Ôi, giờ là... thi học kỳ 2 rồi đó thầy. Đúng rồi. Ủa? Hình như vậy á. Dạ, sắp nghỉ hè rồi. Nghỉ hè rồi. Mấy đứa có nghỉ hè không? Có. Nghỉ có. Em nghỉ hè rồi kìa. 12 tháng. 12 tháng luôn à? Đúng rồi. Trời, em hơi buồn. Đúng rồi. Thầy nói vậy em buồn nhẹ, em nghỉ lâu rồi. Thầy cũng nghỉ hè luôn rồi. Có mình ấy rồi đi học rồi. Đúng rồi. Hồi nay chưa ấy đi học nha. Ủa lộn. Đi thi rồi nha bạn. Mai mốt ấy quay lại. Đúng rồi. Okay. Hay tầm thời ái không quay nha các bạn. Rồi. Vậy, đúng rồi. Rồi hôm nay mấy đứa muốn quay clip gì cho cả nhà xem? Em là quay đi đốm cây phượng. Gì vậy? Để cho không có nghè. Không, còn em là đi làm clip bắt mấy con dè. Nãy giờ không cho nó kêu lên tới nghỉ hè mà. Làm lỗ que. Rồi bây giờ vậy đi quay clip đó ha. Hay là bây giờ mấy anh em mình làm theo cái chủ đề nghỉ hè đây. Du học. Nghỉ hè là... À, nghỉ hè có thả diều thầy. Ừ, em thấy thả diều rồi, các nghỉ hè là đi thả diều mà. À mà thả diều mình làm rồi mà. Thả diều làm rồi thì giờ làm nữa. Ờ, làm lại cái nữa. Sao đâu mày? Đúng rồi. Mày không thả mấy con diều cũ đâu. Đúng rồi, không thả diều cũ đâu. Mấy diều cũ chết. Đúng rồi. Thì thả diều mới. Ok. Thả ok, hôm nay ngồi đây. Ok. Em nhưng mà cho lựa diều nha. Đúng rồi. Ok. 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 Thầy đừng có mua diều Hello Kitty trần đáng nợ. Mua diều đó mon đi thầy. Thầy bỏ mua diều Hello Kitty tùm lum hết trơn rồi. Tươi mon nữa. Leo lên con mắt nó chậm ngay chứ bị lé. Bữa mình thả diều mình còn làm từ thiện nữa chứ. Đúng rồi, thì con diều của em á chắc giờ là ở chợ hư rồi. Sao biết hư ông nội? Hồi bữa thầy chưa thấy đâu, bé đó con diều đó gất, con diều đó gất xong mấy đó còn em đi quả tán nữa mà. Thôi anh ba. Anh ba không nói không mà nói anh ba câm đầu. Rồi. Rồi thả diều. Hôm nay anh em mình quay clip thả diều đúng không? Đúng rồi. Giờ ông thầy sẽ dắt mấy anh em mình đi mua diều nha bạn. Anh em đi theo ông thầy lựa diều nè. Let's go. Này lẹ ta. Đừng tao. Mày đi mày nhớ ai hay gì mà mày đi kỹ mày? Chứ nhớ nhỏ nào mày ơi. Tao kể đây đi mày ơi. Đi ơi. Anh em chơi bỏ tôi hết rồi. Đúng rồi dép luôn. Rồi tới chỗ nha các bạn. Rồi tôi dùng về xuống đây. Cái gì vậy? Lấy cái dép mày ra làm gì vậy? Dép thằng nào bay. Dép thằng thằng cái sắm xuống quắc mà dùng vô đóng nhiều của người ta mày. Rồi. Để mày hay. Mời bỏ bò đạc, bò đạc rồi ra đi. Đây. Bỏ bánh nè. Giờ anh em mình lựa diều trước đây. Tao lựa con diều cũng quẹo. Rồi bỏ này ra bên coi. Bỏ cái nước đây. Nước này. Gì đâu mà cái nước dục tùm lum. Còn mà cái ngọt giờ đó. Chọn diều đây nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6 con hay gì á. Lấy gì còn em. Chọn lấy diều đó luôn phải không? Từ từ đi em suy nghĩ cái thầy. Suy nghĩ gì? À, lấy diều này cho. Thôi đừng. Thôi tao lấy. Em lấy diều này luôn. Em không sợ. Mấy này toàn cái mặt đại dương không ta? Cái màu hồng nè. Em lấy này. Em có một thành. Vậy lấy vậy luôn phải không? Đúng rồi. Rồi thầy lấy con này. Vậy thầy quay phim mà chơi gì thầy? Chơi luôn à. Để thầy à,
coi coi chừng phải nó gắn camera vô hà lên nhiều quá ba. Hôm nay đưa em con nhiều đó em thả lần hai con luôn. Không thì thả rồi. Rồi chưa? Rồi. Ok. Hai con luôn hả? Ok. Một con này em đem về. À, rồi thì biết em đem về cho ai rồi. Hiểu không? Hiểu rồi, em hiểu rồi. Rồi, thả diều đi. Ê, xé ra. Hôm nay mình sẽ thả diều ma nha các bạn. Diều ma này bằng cái giá quần đó. Ê Thản, sao mà biết diều quần mày? Chắc nó nhìn chạm tao sản xuất đó mày ơi. Tao lại hai con bay thì chứ. Chứ tao lấy quần của hai con bay tao làm diều luôn giờ tính không? Gì gì vậy? Đợi lấy quần đó vậy nè, cho mày luôn nè. Hả? Thôi chồng ơi, tao không muốn thấy cái đó của mày đâu. Tao nói chơi thôi, làm gì ghê mày. Tao nói là tao làm á, mày đừng có ghẹo tao. 15 minutes later. Rồi đi hả Diệu đó. Đi đâu anh nào bay? Đi vô chưa? Để tao chiếc cho. Ê ê, tụi bay. Tao tới rồi nè. Ủa? Sáng giờ tao quên. Rồi sao biết chỗ này ra vậy? Ủa này đâu ra thầy? Nãy em chạy ngang thầy em thấy cái đám này bữa là mình nhìn ngủ. Em biết rồi. Bữa mình ngủ quay clip đó. Rồi giờ có diều đâu cho hoàng hả? Nè thấy con diều thầy kìa. Anh đù. Wow. Trả cho em luôn, hoàng nghỉ chơi luôn. Diều thật là mạnh mẽ. Hoàng bó hoài luôn. Mà bây giờ hỏi hoàng có quay chung với em ấy mình không? Quay không? Quay chứ. Rồi vô luôn. Vô luôn. Rồi luôn, thầy em có con diều chơi luôn. Thầy quay clip cho tụi em đi thầy rồi chơi diều vậy. Thầy sốc luôn. Thầy lớn rồi. Thôi nghỉ chơi á. Rồi ra thả diều đi. Rồi chuẩn bị diều cất cánh chưa? Rồi đây. Ờ chưa kịp nói nữa. Em diều ai rớt kìa. Ai em chấp cái này. Ôi sao con diều to. Chạy tiếp. Bay chưa, bay chưa? Cuộn diều của hoàng kìa, diều công chúa. Đẹp nha. Tội thả cao lên. Bụng dây ra. Ừ, vuốt gì đó, bung dây à. Đó, thầy thấy con diều của em chưa? Có đuôi đàng hoàng luôn đó. Ừ, diều chúa có váy luôn. Rồi diều, diều ái, rồi diều của gì hạ cánh rồi. Ai chết gì em ơi. Diều của con thận nghiêm trọng lên nha các bạn. Không có gió thầy ơi. Nhưng mà nó không có gió, nó đảo đảo thầy. Có gió rồi đó, 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 đó. Đây, 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 đây. Ôi, hai diều cá mập kìa, chừng đá nhau vậy. Vô không, có. Quảng lại kìa. Quản lại làm gì kìa. Thả thấy diều của em bay. Quay ơi. Quay quay quay. Ui. Thả thả dây ra. Thôi chạy kìa bạn. Rồi gớt gớt. Làm lại Thản coi thả diều được không các bạn. Gì Thản? Gió dây gì vậy? Không có gió thầy ơi. Đây. Chân lúc bằng kia em chạy. Coi nè, coi thầy nè. Gớt này nha. Trời, cái gì dễ mày. Đó, gớt này, gớt này. Trời. Gớt này. Nè con nè. Những gì vậy? Sao gớt được? Kinh thả diều cao lắm. Trời ơi, chết chưa? Thấy không? Thả ra, thả ra, thả ra. Thả ra thì thả cho. Nó thấy không? Sao gớt được? Thả ra đi, thả đại đi. Em quên nữa. Thả ra. Quên gì? Em còn con diều nhưng mà thôi em không về đâu. Thôi thầy biết em để dành cho ai rồi. Khó thấy không? Chị ma mị nó chạy quá vậy. Bung ra, bung ra. Ghét tay quá. Đây à. Trời ơi nè, trình độ cao là phải thả diều vậy đó. Hiểu chưa? Non lắm. Ơi, rồi nè, thả đi. Coi chừng nó lạng kìa, nó lạng kìa, nó. Thầy đi à. Bye bye. A few moments later. Rồi. Đã 4 diều bay nha, còn 2 diều của con thợ. Thợ của con diều chưa bay được nữa. Rồi con diều chưa quạng gớt kìa. Gì vậy? Sao hả? Đội xong thả đi. Gì kì á, đây, 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 đây. Quay lên chị Hoàng, chị Hoàng bao em thầy. Rồi, con diều của chị Hoàng lên. Lên đầu cây luôn rồi. Trời ơi, chị Hoàng bao. Anh em, con diều lên đầu cây. Công chúa gãy cánh rồi mọi người ơi. Ba, làm gì vậy ba? Chị Hoàng làm gì vậy? Rồi, coi chị Hoàng.
sợ thì chứ. Tại thì kinh nguyên của em vô đây. Trời ơi, gì vậy? Bơi làm từ nãy giờ nó cứ lên đâu. Em nóng xíu em đi, tiền em mua con dịu bự cho bá luôn nè. Ừ, vậy mua đi. Dịu nó cũng xem rồi, mi lông bay không lên gì hết từ nãy giờ. Làm chả dấp cái bờ ranh này té không gãy cái cổ nữa. Trời ơi, gì vậy? Vô, không chơi nữa đâu. Trời ơi. Của em với anh chồng ở cu dướng rồi. Rồi kìa kìa, hai dịu dính nhau kìa bạn thấy không? Em với chồng đang đá nhau rồi ơi. Nói gì? Giờ em dùng cái này lên thử nó có ba heo ha. Chờ luôn. Dù của em mua nhiêu tiền hả? Có 40 ngàn à. 40 ngàn hả? Chờ ông ta. Chờ luôn. Chờ luôn. Em mua ra thử nha. Em mua ra rồi, em dí heo á. Ok. Em thả cao cao đi. Anh ba vướng dìu em rồi. Ơi lấy dìu ra vướng kìa. Kìa kìa kìa, kìa nó lụi kìa. Ba. Em mua ngay này. Mua thử nha. Rồi buông đi. Ơi, đâu sao đâu. Ơi. Nó lên luôn hả ơi. Nó gớt kìa, nó gớt kìa. Gì của anh ba gì vậy? Anh ba. Hai nhìn em đối diện lần cuối cùng rồi hai. Nói giận không có gì thả đó. Hai. Rồi em làm gì em làm đi. Anh em đi, anh em lên. Gì? Ê chú đó đi đi ruộng vậy kìa. Rồi, ha hết cuồng chưa? Thằng nào mà 12 giờ trưa mà đi thả diều mấy tụi mình không? Gì giờ 12 giờ trưa? Thiệt luôn, mình giờ 12 giờ trưa nào. Phải không? Nãy em đi 1 giờ mà. Ủa? Tụi lâu. Vậy là giờ này gần 2 giờ chiều rồi hả trời? 2 giờ chiều. Mà nắng như vậy thầy. Chắc không hơn chứ 3 giờ rồi đó. Em kiếm được cây rồi thầy ơi. Quả thấy cây kìa. Ồ, diều bay tuốt chảnh luôn giờ không thấy luôn rồi. Quá trời xa luôn. Mà con diều của em lỗ quá thầy ơi. Diều của em nhiều bị lông. Nhiều bị lông. Dạ. Thả hết cuộn đi. Gì nữa? Nè, em buông trên cao hơi các bạn nha. Trời ơi, coi cái thôi. Cái này phụ tôi nha. Không. Gì? À, chuẩn bị nè. Chuẩn bị đi ngay. 1 2 3. Ủa sao đâu hoài? Em còn cái cuồng đó không sao em ơi. Rồi thả hết dây đi, cao cao lên. Thả lại em ơi. Gì? Thả nó làm cối dây em rồi nè. Dính dịu em hả? Dính dịu em rồi nè. Thẳng đâu rồi? Trời ơi, nó tuốt gốc cây đắng luôn kìa. Nó làm dính dịu em rồi. Ừ, lại em quấn xuống đi, quấn xuống chưa? Đúng rồi, để tuột kìa, để tuột. À, vô tập trung ăn đi mấy đứa. Đây nha bạn, hôm nay ông thầy dắt mấy anh em đi thả diều nè. Rồi còn mua bánh trái mấy anh em mình ăn nữa, khá là ngon luôn nha bạn. Đây để coi là gớm đó nè. Dạ thả diều phải mua bánh ăn nha bạn. Vậy mới vui. Nè có Mirinda nữa. Mirinda nha bạn. Quá ngon luôn. Tắt rồi. Rồi cho nước vô đây. Chạy. Nó sôi. Đóng lại. Nè chắc mình chạy nó sốc quá. Đúng rồi. Cho nên nó mới ấy đó thầy. Cái này là mình chấm đi thầy ơi. Rồi. Ơi. Rồi giờ. Nè. Xì. Ừ bạn. Bóp nữa. Anh tay sạch thì anh làm tay mình hơi dơ bớp nha. Cho nên là mình không làm đâu. Diều thì mấy anh em mình. Ơ diều con diều mai gớt kìa. Ơ diều mai rồi. Còn diều mấy anh em mình đang bay quán quá vậy. Cào quá không biết thấy không. Vừa ngồi ăn vừa coi thả diều luôn nha bạn. Nè mời bạn miếng chén nha. Bánh tráng này, bánh tráng gì ta? Xì ke. Bánh tráng xì ke ăn cay lắm bạn. Ăn là ghiền phải không? Đúng rồi. Bánh xì ke mà thầy. Đây đừng nói vậy nha. Trời ơi. Nói gì công an bắt á. Trời. Bánh xì ke tên như vậy mà thầy. Thiệt luôn hả? Thiệt. Thầy mới biết. Để em dạ. Em mời bạn miếng. Rồi mời thầy xong mời thầy. Hả? Không biết nha. Kính lão đắc thọ với chứ vậy. Đúng rồi. Mời thầy nha. Ôi. Mời thầy mang luôn. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Người ta ăn quả nhớ kẻ trồng cây còn nó ăn quả không nhớ kẻ trồng cây. Quên luôn. Mời thầy. Mời thầy. Nó mời thầy cái nó bỏ hỏng thầy. Giờ em chỉ Hoàng kìa. Thầy ơi vậy ăn gì nữa thầy. Chị Hoàng lâu lâu đi mà báo quá. Hết hàng. Ngon. Ngon thầy, cay cay ngon quá. Ừ. À nắng mới tắt luôn. Ờ chưa tao chứ. Ngon dữ không? Ngon quá không muốn à. Thầy phải lại nha. Ừ. Cay dưới nè em.
đây bánh cháo quẩy này đúng không? uống nước đã thêm này trời ơi trời ơi trời ơi đã đây mời các bạn miếng cháo quẩy hơi bị ngon hơn thôi giòn tan chú bạn công nhận Diệu em đẹp thiệt thấy Diệu của em không thấy không tưởng chị mắt tưởng mắt chị bị lé chứ ba bạn ăn miếng cớ với mình nha miếng này là tao ăn hết nha bay tao không chừa ai đó thôi nể tình anh đi tháo bột ngủ cho em thì em cho anh đi miếng ủi rồi ôi thì em ăn ok tình nghĩa anh em có chắc bền lâu vậy là chết rồi nghĩ sao hả nguyên bịch cơm luôn ăn hết đưa người ta tờ giấy rồi ăn nè đó ngon không đây bay gì nó mày nãy giờ con nào ăn bịch nào có nãy giờ mày thấy dột không thấy gì nữa nãy giờ anh hoàng tay anh quay ra tay trời ơi còn ăn nữa gì anh hoàng mà nó có dơ nữa thấy không thôi em đợi em ơi trời em nghe mùi hành dĩ dạ thôi tôi đem cục này về cho ăn nha ăn cục về nó mày à rồi tao biết đem về cho anh nè cho ai mày cho mẹ chứ cho ai mày suy nghĩ gì vậy trời ơi tao tưởng đưa cho con nhỏ nào chứ đâu mày đâu đâu mày tao quýnh tao rồi dọn dẹp sạch sẽ chưa rồi rồi giờ anh em mình về ha ok giờ cũng chắc cỡ 3-4 giờ chiều á bạn ơi bốn giờ mấy rồi đâu sao 3-4 giờ chiều đâu thì bắt mấy anh em mình đi từ hồi 1 giờ thứ 3-4 giờ chiều rồi các bạn biết mấy tiếng chưa thì 1 giờ 3 tiếng ra cũng quần 2-3 giờ rồi mệt chết luôn có chi là giờ này á ông thầy dắt mấy anh em mình đi là được rồi cả tới 6 giờ tối về luôn thầy dắt mấy anh em mình đi uống trà đào chanh xả thôi tối ngày ăn uống tối ngày nè thầy anh ba nè có một làn da đen nè thấy không da em trắng sẵn anh rồi. Da đen nè coi chị quay nè uống mi luôn thấy không rồi, rồi. Người ta thường chê bai tôi có làn da đen thôi tội nghiệp cho tôi nói có muốn như vậy đâu ghê thì cứ chê đi còn đèn nắng quá sáng đèn ba thanh niên nắng là Indo rồi tôi mới đèn như stop ê thầy mình cay với cái người nhọc kìa stop cái này là sinh dưỡng chứ không có đèn thui đèn thui luôn cái này là Lai Indo nè còn thằng này là sinh thiếu sáng nhưng đó là người ả gặp được chưa ấy cuốn lại đi rồi anh em mình về ha dạ tạm biệt bạn đi nói chung là lâu mấy anh em mình đi thả diều giải trí bạn ơi đúng rồi nhưng mà không vui thì nghĩ đó nắng đi là mệt đó thả gì người thả dây gối tùm lum người thả không lên nè đó là chiến thuật chiến thuật gì còn em thì ham hố quá em chơi cho cuộn bá nữa trời ơi cuộn của anh có bầu hay vậy bốn cuộn rồi không sao nhưng mà ông thầy bắt mấy anh em mình đi thả diều vậy phải không mà chút xíu lại cho mấy anh em mình ăn là thấy vui rồi đó đúng rồi đúng rồi đi thả diều ăn uống đã lắm nha đúng bạn rồi là ngày mai nhớ chắc tụi em đi ăn uống nữa nha ăn lẩu xương xương thầy hết tiền rồi tha cho thầy đi được chưa nếu như các bạn thấy video của mấy anh em mình hay thì nhớ cho mấy anh em mình xin một like một đăng ký nhấn vào cái chuông để ủng hộ mấy anh em mình nha các bạn và mấy anh em mình xin chào hết tất cả các bạn những video tiếp theo nha bye 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 bye, bye.